Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Vietnam Sport ngày 27 tháng 6 năm 2022. V-League đánh dấu sự quay trở lại bằng trận đấu bù giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Hà Nội cùng với một bầu không khí lễ hội tại sân vận động Thiên Trường, báo hiệu những trận đấu tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Và ngay bây giờ, hãy cùng Vietnam Sport đến với những thông tin hot nhất trong ngày hôm nay. Thi đấu lấn lướt, Hà Nội FC vẫn đánh rơi chiến thắng trước Nam Định. Thưa quý vị, ở trận đấu bù V-League 2022 cũng đánh dấu sự trở lại của V-League khi Hà Nội đến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Trái với những trận đấu trước đây, huấn luyện viên Chun Jae-ho đã áp dụng sơ đồ là 4-4-2 ở trận đấu gặp chủ nhà Nam Định tại Thiên Trường. Gần như những con bài tốt nhất trong đội hình của đội bóng thủ đô đều đã ra sân ngay từ đầu như Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải và ngoại binh đang có phong độ rất tốt Siladi. Phía bên kia chiến tuyến thì Nam Định cũng có đội hình mạnh nhất với 3 cầu thủ ngoại ở trên sân, đó là Alisson, Diaz và Marquez. Tuy nhiên, chênh lệch về chất lượng đội hình là điều có thể thấy rõ giữa hai đội. Không mấy bất ngờ khi với đẳng cấp nhỉnh hơn, các cầu thủ đến từ đội khách đã chưa hay hơn trong phần lớn thời lượng của hiệp đấu đầu tiên. Ngay ở phút thứ 7, Hà Nội đã có cơ hội mở tỷ số khi Văn Quyết chuyền bóng tinh tế, đặt Vũ Minh Tuấn vào thế đối mặt. Nhưng ở pha bóng này, thủ thành Đinh Xuân Việt đã cứu thua cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, Hà Nội và Nam Định cùng có được những cơ hội cho riêng mình, nhưng bàn thắng là điều còn thiếu ở 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội đều duy trì được quyết tâm thi đấu. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu khi chủ yếu bóng được đẩy ra biên, rồi các tiền vệ hoặc hậu vệ treo bóng vào bên trong dành cho các tiền đạo ngoại. Hàng thủ của Hà Nội tỏ ra khá dễ dàng để hóa giải những miếng đánh này. Sau những cơ hội bị cả hai bỏ lỡ, bàn thắng cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Phút thứ 67, ngay sau khi Nam Định tung ra cú sút nguy hiểm, bóng nảy lên xà ngang, Hà Nội đã tổ chức phản công nhanh. Siadi đã tự tin dứt điểm rất căng một chạm từ sát vạch 16m50 và đánh bại thủ thành Đinh Xuân Việt, mở tỷ số của trận đấu. Nhận bàn thua, đội chủ nhà vùng lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Và đúng 10 phút sau, khán giả trên sân Thiên Trường đã được dịp ăn mừng sau khi tân binh Marquez đã quân bình tỷ số bằng một cú sút treo góc cực hiểm hóc rất đẹp mắt. Thủ thành Văn Công dường như đã bị che mắt nên đổ người khá chậm. Tỷ số hòa 1 đều được duy trì cho đến hết trận. Một điểm khiến Hà Nội tụt lại so với Hải Phòng trong bảng xếp hạng. Trong khi đó thì Nam Định tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng sau 3 trận đã đấu. Lúc này thì đội chủ sân Thiên Trường có 2 điểm hơn Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về những chỉ số phụ. Tiền vệ U23 Việt Nam bị đuổi ở giải hạng nhất. Thưa quý vị, là cầu thủ Lê Văn Đô đã vào bóng bằng gầm giày đối với trung vệ Đặng Quang Huy của Công an Nhân dân và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 4 giải hạng nhất vào chiều ngày hôm qua 26 tháng 6 năm 2022. Ở phút thứ 8, khi đội chủ nhà Phố Hiến đang hòa Công an Nhân dân không đều, Văn Đô đã vào tranh bóng chậm hơn dõi Quang Huy một nhịp. Tiền vệ Mao số 10 của PVF đã vào bóng vào gầm giày, đạp trúng đầu gối của Quang Huy khiến cho trung vệ của Công an Nhân dân nằm ra rất đau đớn. Trọng tài Hà Văn Thức đã rút ngay lập tức thẻ đỏ trực tiếp đuổi Lê Văn Đô khỏi sân. Tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tỏ ra không phục trên đường dưới sân và có lời qua tiếng lại với một vài cầu thủ Công an Nhân dân. Anh tháo băng tay ra rồi ném mạnh xuống đất trước khi đi vào đường hầm. Quang Huy thì không thể đá tiếp, phải rời sân bằng cáng, nhường chỗ cho Trần Quang Thịnh. Còn Phố Hiến phải chơi với 10 người đến hết trận. Công an Nhân dân đã lần lượt vượt lên dẫn trước nhờ công của Nguyễn Như Tuấn và Giáp Tuấn Dương. Nhưng chủ nhà có hai lần gỡ hòa với các bàn thắng của Huỳnh Công Đến và Võ Anh Quân. Cả hai đội đều tỏ ra tiếc nuối với tỷ số hòa 2 đều. Sau trận đấu này thì Công an Nhân dân vẫn đứng nhì bảng sau Bà Rịa Vũng Tàu. Còn Phố Hiến đứng thứ 5. Văn Đô là một trong 14 cầu thủ Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 31, lọt vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022. Anh ghi một bàn trong giai đoạn này, giúp Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở SEA Games hôm 6 tháng 5. Ở U23 châu Á tại Uzbekistan, tiền vệ 21 tuổi cũng chơi 3 trong tổng số 4 trận. Lê Văn Đô chơi cho Đà Nẵng 3 trận ở V-League 2021 đều từ băng ghế dự bị. Mùa nay anh trở lại Phố Hiến để đá dạng nhất. Tiền vệ người Quảng Nam đã trưởng thành từ đào tạo của Đà Nẵng trước khi chuyển sang PVF. L-Equip, Quang Hải, Messi Việt Nam sắp gia nhập Paul FC. Tờ báo thể thao uy tín của nước Pháp L-Equip đưa tin Quang Hải sắp gia nhập Paul FC ở Ligue 1 với hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nguyên Quang Hải, cầu thủ được truyền thông Việt Nam ví với Messi, sẽ sang Pháp thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1997 chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế để ký hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Paul FC. Theo tờ báo uy tín của Pháp, Nguyễn Quang Hải, người được mệnh danh là Messi Việt Nam, theo như họ chia sẻ, đang trên đường tới Paul FC, câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Ligue 1 mùa giải trước. L-Equip còn khẳng định thỏa thuận giữa Quang Hải và Paul FC đã đạt được cách đây vài tuần và cuộc kiểm tra y tế sẽ được tiến hành cho vài ngày tới. Đây là một vụ cá cược, cũng là nước đi sáng suốt của Paul. Đội bóng này đã chọn Quang Hải vì tiềm năng của cầu thủ này. Quang Hải đã có màn thể hiện rất tốt tại Đông Nam Á. Ngoài ra, cậu ấy sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Quang Hải sẽ thu hút người hâm mộ, truyền thông và cả những nhà tài trợ cho câu lạc bộ mới. L-Equip cho biết thêm, đáng chú ý là phần bình luận phía dưới bài viết L-Equip, một độc giả Pháp nói rằng Messi Việt Nam chắc chắn tốt hơn Messi hiện tại. Một người khác thì lại viết, lượng người theo dõi của Quang Hải trên mạng xã hội nhiều hơn 3 đội bóng Ligue 1 cộng lại.
và sự hiện diện của ngôi sao châu Á này rất có ý nghĩa. Với một đội bóng nhỏ như Paul, một bà rồng thông minh, người khác thì comment. Quang Hải hiện tại đã có được visa lao động và tiền vệ này nhiều khả năng cũng sẽ chuẩn bị âm thầm lên đường sang Pháp. Quang Hải sẽ có một cuộc kiểm tra y tế trong ít ngày tới. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đội bóng mới của Quang Hải sẽ thông báo bảo đồng mới đến từ Việt Nam trên trang chủ của câu lạc bộ một cách chính thức. Trước đó, ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải xác nhận tiền vệ 25 tuổi đã ký hợp đồng dài hạn với một bóng nhỏ của nước Pháp. Đây chính là sự lựa chọn của Quang Hải. Anh đã chủ động từ chối lời mời của những đội bóng lớn hơn ở châu Âu để hy vọng có cơ hội ra sân nhiều hơn, phát triển sự nghiệp tại Pháp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia: ước mơ của tôi là có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. 5 năm trở lại đây, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành đội tuyển hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những chiến binh sao vàng đã tạo ra khoảng cách ngày một lớn với những đội bóng trong khu vực như Myanmar, Indonesia và cả Malaysia. Với riêng Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam đang duy trì thành tích đối đầu vô cùng ấn tượng. Gần đây nhất là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 cũng như vòng loại World Cup 2022. Ở cấp độ U23, chúng ta đã vượt qua những chú hổ Đông Nam Á tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Điều này khiến cho Liên đoàn bóng đá Malaysia đang cảm thấy rất hổ thẹn và thất vọng. Mới đây nhất, chủ tịch của họ, ông Amin, đã chia sẻ rằng một trong những ước mơ của ông là đội tuyển Malaysia có thể đánh bại Việt Nam và chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Tôi vẫn muốn đánh bại Việt Nam nếu có thể. Đó là một trong giấc mơ của tôi. Tôi còn chưa có thể hình dung nổi chuyện chúng tôi cứ thua Việt Nam liên tục, trong khi tôi nghĩ rằng Malaysia có thể đánh bại họ. Có lẽ đội tuyển của chúng tôi chưa đủ tốt. Đó là lý do chúng tôi thua Bahrain, dù tôi nghĩ rằng đội bóng của tôi có thể thắng đối thủ này. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một giải pháp để vượt qua Việt Nam tại AFF Cup lần này. Trước đó, chúng tôi sẽ có trận đấu tập dượt vào tháng 9 này để chuẩn bị cho giải đấu. Mong muốn của ông Amin là hoàn toàn có cơ sở, bởi đội tuyển Malaysia đang có thành tích tốt dưới thời huấn luyện viên Kim Pan-gong. Thống kê chỉ ra rằng, nếu tính cả các trận giao hữu quốc tế kể từ khi ông Kim cầm quân, thì Malaysia đã thắng 5, thua 2. Đặc biệt, đội tuyển Malaysia đã xuất sắc vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 để ghi tên mình vào vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Và cuối cùng, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn thông tin về câu lạc bộ Viettel tại AFC Cup 2022. Câu lạc bộ Viettel tự tin thắng đối thủ đến từ Campuchia. Ở trận đấu thứ hai gặp Phnom Penh Crown lúc 17 giờ ngày hôm nay 27 tháng 6, câu lạc bộ Viettel được đánh giá cao hơn nhiều nên khả năng chúng ta tiếp tục có chiến thắng thứ hai tại AFC Cup 2022 là rất cao. Sau chiến thắng đậm đà 5-1 trước Young Elephants đến từ Lào, tinh thần của cao thủ đến từ câu lạc bộ Viettel đang lên rất cao. Đội bóng áo lính đã thể hiện sự tự tin trên sân tập để hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Phát biểu trong buổi báo trước trận, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Viettel ông Benji Won cho biết: "Chúng tôi đã quan sát đối thủ thi đấu trong trận ra quân để thua Hougang United 3-4. Tôi thấy họ là đội bóng chơi tốt, chơi đầy máu lửa, có những tình huống dàn xếp phối hợp khá hay. Sau trận đầu tiên thì chúng tôi cũng phải chỉnh sửa một chút và toàn đội đang tập trung vào vấn đề này. Tôi tin trận đấu tiếp theo, cao thủ có thể làm tốt hơn và chúng tôi tiếp tục hướng đến một chiến thắng." Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không có quá nhiều áp lực vì đã hiểu cao trò và nhìn thấy được những điểm mạnh có thể phát huy của câu lạc bộ Viettel. "Chúng tôi phải chơi thứ bóng đá của mình, tập trung hướng đến cầu môn của đối phương bằng lối đá tấn công tổng lực. Cao thủ đã thể hiện rất tốt ở trận đấu đầu tiên, khiến chúng tôi rất tự tin." Vị huấn luyện viên tới từ Hàn Quốc cũng nói thêm về hàng công của mình: "Chúng tôi kỳ vọng vào Petro Paulo, cậu ấy đã trở lại sau một quãng thời gian thi đấu không tốt vì dính chấn thương. Còn Nhâm Anh Dũng là cầu thủ có nhiều tiềm năng, là cầu thủ giỏi, cậu ấy nhiều khả năng sẽ ra sân đá chính." Tham dự buổi báo cùng huấn luyện viên Benji Won, cầu thủ Trương Văn Thiết cũng bày tỏ: "Trước mắt, chúng tôi tập trung thi đấu và quyết tâm hết sức để giành chiến thắng. Bên đối thủ có nhiều tuyển thủ Campuchia nên hàng thủ Viettel đã xây dựng phương án kèm sát đối thủ, không để cho họ có cơ hội để ghi bàn." Trong khi đó, huấn luyện viên Phnom Penh Crown đánh giá: "Chỗ này sẽ là một trận đấu đẹp nhưng sẽ là trận đấu đầy khó khăn, thậm chí là khó khăn nhất tại bảng đấu này của chúng tôi. Trận đấu này mang yếu tố quyết định, chỉ có chiến thắng mới có thể giữ cơ hội đi tiếp. Trận khai mạc chúng tôi đã thi đấu rất tốt, nhưng thua trận nên chúng tôi phải cẩn trọng hơn. Các chân sút của Viettel là Kiovane và Petro quá lợi hại, chúng tôi sẽ để mắt tới họ." Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.